Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn xem một chiếc xe tăng điều khiển từ xa siêu nhỏ. Ok, như vậy là cho các bạn xem sơ sơ và ngoại hình của con này rồi. Giờ thì mình sẽ bung con này ra luôn nha. Dạo này mình làm con này cũng lười nói chuyện các bạn. À, có con một à. Ồ. Con này nhỏ nhỏ nhưng mà tiếng nó to lắm các bạn, miệng nó lớn lắm. Con này được 100 mAh. Rồi, bên trong con tăng này chỉ có như vậy thôi các bạn, quá đơn giản luôn. Một con ốc duy nhất để có thể mở con này ra. Một con duy nhất các bạn.